Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Chiêu Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em giới thiệu một số mặt hàng bên em đang có và cung cấp rất nhiều các mặt hàng về hàng bông. Đây là em mới về được một cặp bông. Mời các bác chiêm ngưỡng. Đây là số đẹp một hàng trơn nhé, trong tình trạng đẹp rất sắc. Thùng quá đẹp nhé, góc cạnh vuông đẹp. Đây. Hàng quá đẹp, mời các bác chiêm ngưỡng sản phẩm bên em. 601 quá đẹp. Và đây là những cặp bông sen series 3 màu đen, trong tình trạng là quá đẹp. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng các sản phẩm bên em có và cung cấp rất nhiều các hàng xịn. Đây là những cặp bông series 4 và các cặp series màu vàng. Đây là cặp series 2 màu vàng. Bên em là trong tình trạng là đẹp long lanh, đẹp căng luôn. Và qua bên này là những cặp filler của Nhật rất đẹp nhé. Đây, đây bên này là em có một cặp series 2 cặp series 3 này. Bên này là 3 cặp nữa và 5 cặp cặp series bên trong kia. Trong kia bên em cũng rất nhiều. Đây, C4 DMD thì vô đối rồi. DMD bên em thì cực nhiều. Bên em phân phối thì hàng DMD quá nhiều luôn. Đây, cặp C4 rất nhiều nhé. Kia có cả những cặp 4.2 màu vàng, vân bộ quá đẹp luôn. Đang là đủ hết các mã về bông xe nhé. Đây là cặp C5. Nói chung là 2, 3, 4, 5 là bên em cũng rất nhiều. Số lượng rất lớn luôn. Và qua bên này là những chiếc lọc. Lọc Nhật, lọc mặt răng, Technic, Peeler, BBC. Rất nhiều. Và những chiếc âm ly 506 hàng xịn Hàn Quốc. À, chiếc âm ly nghe nhạc tiêu lực 7.800 mặc đôi rất nhiều. Mấy bác kia là, mấy bác đang lựa chọn hai cặp loa Bose C2 màu đen. Mấy bác ở bên Nam Sách Hải Dương. Bên em hàng họ thì bày ngay cũng rất nhiều, bởi vì các bác đến lựa chọn bốc dỡ. Bên em chỉ đặt gọn gọn một chút để có lối đi thôi. Đây kia là những cái chiếc ly xịn nhé, 506 xịn. Bên em để cặp cá cặp kia các bạn chật quá, chỉ trở lại một lối đi và chỗ cần test hàng thôi. Rất nhiều các sản phẩm hàng xịn chính hãng. Bên này là các kiện hàng bên em đã đóng cho các bác để gửi cho anh em đại lý và các bác ở xa để gửi bằng đường ô tô, bởi vì trong ngày 25 Tết này thì chỉ có con đường vận chuyển là con đường ô tô là đường duy nhất. Và qua bên kia là các cặp loa tách và tách rất nhiều các sản phẩm. Em khẳng định các cặp loa tách trên thị trường là chỉ ở bên em ra thôi, em khẳng định 100%, bởi vì em về một lô là hơn 100 đôi, em bán cho anh em đại lý quá nhiều rồi. Anh em thì họ cũng gần để trong tình trạng lung tung. Em đam mê âm nhạc và niềm đam mê chơi xem của bên em thì tương đối gì đấy. Toàn chơi đồ hàng hiếm, kích, mô kích, chiếc xe 81, chiếc xe 82. Bên em rất đam mê các sản phẩm về xe và âm thanh, nên là em mới làm nghề kinh doanh về mặt hàng âm
trên 20 năm rồi. Mà gia đình thì làm truyền thống về âm thanh cho phụ huynh. Phụ huynh là bộ điện tử Ngọc Thành với thương hiệu khoảng sắp xỉ 40 năm. Từ năm 85 năm sau thì rất lâu năm rồi. Em được tiếp quản và được sản xuất của những cái kinh nghiệm và được trực tiếp quản lý em, bên em biết được đa số các mặt hàng về hàng vải. Hàng vải là hàng rất chất lượng, hàng nước ngoài đã qua sử dụng, mà vì điều kiện kinh tế của thị trường Việt Nam chưa cho phép nên là vẫn phải dùng sản phẩm hàng vải. Nếu mà dùng là hàng mới thì so với sản phẩm hàng mới xịn của hàng chính hãng này thì giá cao quá. Điều kiện kinh tế của Việt Nam chưa cho phép dùng các sản phẩm hàng mới chính hãng như thế này. Thì các bác dùng các sản phẩm hàng vải bên em cung cấp nó chỉ gọi là có những đôi quá đẹp luôn. Là đôi giả dụ như đôi BMW 850C này, một vài em lên hình có những bác bảo loa mới à, hay là loa phụ lại à. Thực sự bên em nó là hàng đẹp quá thì nhiều bác lại bảo là hàng phụ lại hay là hàng loa loa đồng, nhưng thực sự đây nó là hàng vải. Có những đôi nó xước xác, có những đôi nó không được ưng mắt lắm, như hàng vải nó chỉ bẩn thôi hoặc là xước xác một chút cũng không ảnh hưởng gì đến chất âm. Và mong các bác đam mê về âm thanh thì khuyên các bác hãy sử dụng hàng âm thanh, hàng vải, hàng cao cấp, hàng chính hãng thì nó sẽ mang ra một chất âm quá tuyệt vời luôn. Em xin phép dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại 0963 101 318. Bên em giao hàng toàn quốc. Và các bác chú ý đăng ký kênh để cập nhật các video sớm nhất khi bên em phát lên về tất cả các mặt hàng bên em cung cấp và các video test thử các sản phẩm và nội tạng của từng sản phẩm một. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.